điện thoại này sao khó vậy? Tình nhân, karaoke. Karaoke time age not. Lỗi anh, chiếc bàn này chỉ dành cho người chơi thứ hạng cao mà thôi. Có được hiệu điện thoại, cô là SVIP của chúng tôi. Tin lịch sử. Dạ, em sẽ gửi tặng cho tất cả mọi người bài hát Tình Nhân, một sáng tác của ca nhạc sĩ Tuấn Quang, một người anh cũng rất là thân thương của Phượng, đã gửi tặng cho Phượng bài hát này. Và trong quãng thời gian qua là mọi người đã rất là yêu thương Phượng bài hát này luôn. Hiện tại là trên YouTube là gần 2 triệu view rồi. Là tình nhân có duyên mà không phận, nên chỉ là tình nhân. Dù rằng trong tình yêu ai biết ai dành, ai biết chẳng chứ thôi thì cứ đến là tình nhân, biết yêu là nông nỗi nên chấp nhận với thôi. Bởi vì sâu ở trong tim ta chẳng đi cùng đường như chuyến xe cuộc đời, ta bước chung một thời khi hết tình ta cũng là trôi. Là chiếc